Nhằm nghiên cứu những cam kết về phòng vệ thương mại và những tác động của các biện pháp này đối với các hoạt động xuất khẩu, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương phối hợp cùng một số đơn vị liên quan tổ chức hội nghị đối thoại hạn chế rủi ro về gian lận xuất xứ và phòng vệ thương mại trong hoạt động xuất khẩu. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Cục Phòng vệ Thương mại, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Công ty luật YNSK, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính cùng hơn 300 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các chuyên gia kinh tế, các tổ chức quốc tế. Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận vào những vấn đề đặt ra của các biện pháp phòng vệ thương mại và chống gian lận xuất xứ. Bên cạnh đó là những chia sẻ đóng góp từ các chuyên gia kinh tế nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định về xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại, từ đó có hành động phù hợp dựa trên cơ sở tôn trọng pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế trong hoạt động xuất khẩu.